Không nhẹ không nặng, vừa đủ tầm. Tráng sĩ khỏe thật, vậy ngươi lấy dùng đi. Vương hầu, ngài và ta chia ra châm lửa Nam Bắc thì thế nào? Đưa tôi sẽ đến cung Bắc. Cung điện lớn như vậy, lỡ bị châm cho một mồi lửa đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chúng ta đi. Năm 190 công nguyên, Đổng Trác dời đô vào Trường An. Cố đô Lạc Dương bị thiêu rụi thành đống gạch vụn. Từ đó, thiên hạ bắt đầu xuất hiện bố cục mới. Bến xe lịch sử cũng từng chút một tiến về phía trước. Tướng quân, chúng tôi tìm thấy một khối ngọc tỷ. Trên giải lập cuộc đời Lữ Bố phần thứ nhất kết thúc. Trường An. Thái sư, bên Đào Hầu đã ở ngoài cửa, được mời vào đi. Bộ bởi kiến nghĩa phụ, Ngô Nhi không còn đa lệ. Phụng tiên à, từ khi ta lui về Quảng Trung sống hòa bình với các nước chư hầu kia. Nhưng giữa họ lại xảy ra chém giết. Viên Thiệu vốn mạnh mẽ, nay tọa tại Ký Châu là mối đe dọa lớn với triều đình. Nghĩa phụ muốn mã tướng xuất chinh đến Ký Châu. Không, ta đợi dời đô vốn dĩ để tránh chiến tranh. Huống hồ tiền và lương thực hiện nay không còn đủ để phung phí cho việc. Nhân cơ hội này chúng ta vừa hay có thể nghỉ ngơi lấy sức cả, chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại ta thường xuyên phải lên triều. Hôm nay gọi con đến là muốn đỡ con theo ta thượng triều lần tới. Ý của Ngô Nhi thế nào? Việc này thế này là bảo ta đi làm hộ vợ sao? Sao nào? Ngô Nhi không đồng ý. Ta nghe nói gần đây con thường xuyên qua lại thân thiết với quân dân khác. Chuyện này không giống với con cho lắm. Mấy ngày trước, Sái Ông từng hỏi thăm con đã cho hắn mượn ngôi nhà mà ta tặng con một ngày. Xem ta quan hệ của Phụng Tiên và hắn cũng rất thân thiết nhỉ. Xem ra Thái Sư đã nảy sinh nghi ngờ với ta. Nói là hộ vợ, nhưng thực tế là tước quyền. Thái Sư nghĩ như vậy trừ phi lại là thổi gió bên tai đầu độc Lý Nhu. Thái sư nghĩ nhiều rồi. Nhà mà Thái sư tặng cho Phụng Tiên vẫn là nơi ở của ân sư Sái Ung. Sái Ung đến đây chỉ là muốn tớ bái ân sư một lát, nên Phụng Tiên mới nói cho mấy mượn một ngày. Phụng Tiên chắc là do được ở cạnh Thái sư mà quá kích động nên mới quên mất mà đã đồng ý nhỉ. Rõ mà tướng ngày mai sẽ theo nghĩa phụ lên triều, rất tốt. Có Ngô Nhi bảo vợ thì ta được ngủ một giấc ngon rồi. Từ khi Thái sư rời đô đến nay luôn bị những chuyện vặt vãnh bủa vây, đã trở nên đặc biệt nhạy cảm. Ta biết Phụng Tiên trung thành với Thái sư, Thái sư ở đó đã có ta giữ chân. Phụng Tiên chớ vì điều này mà nảy sinh hiềm khích, mà lại vì những người có dụng tâm xấu gây ra ly gián. Bố lại có hơi bất ngờ. Trước đây ở bên cạnh Thái sư, Vẫn Ngô có lẽ là người nghi ngờ bố nhất. Không biết tại sao hôm nay lại nói tốt cho bố. Mọi chuyện xảy ra trước của y khiết hôm nay, hôm đó Phụng Tiên vẫn còn nhớ sao? Ti vừa tư thì làm thì ngươi đã làm ta bỉ mặt. Các tướng sĩ tiến vào Ngao Thương, nhưng trong tình huống đó mà hành động như thế vẫn là người thật sự có khí chất, có thể dễ dàng phản bội Thái sư. Đa tạ vân ưu coi trọng. Bây giờ bố phải báo cáo từ rồi, đi cẩn thận. Cái gì? Tướng quân bây giờ đường đường là công chủ là đi làm hộ vệ? Thái sư đã đưa ra quyết định nói nhiều cũng vô ích. Rõ. Dẫn võ bên dưới thu xếp hành lý xuất phát đi. Rõ. Chả là đồ lừa đảo, người đã đồng ý xin cho Linh Kỳ một đệ đệ để chơi rồi mà. Bây giờ cái bóng của đời đời còn chưa thấy mà cha lại muốn đi nữa rồi. Linh Kỳ muốn chúng ta cho nó một đời đời kia chi bằng trước khi đi. Ai da, đúng thật là đừng có nói trước mặt con gái thì. Chào mừng người chơi Lữ Bố tiến vào trình giả lập. Mời người chơi lựa chọn kịch bản gốc muốn tiến vào. Lần trước tuy đã mất đi ý thức, nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được
là ngươi đã giải cứu ta ra khỏi nguy hiểm phải không? Bố vô cùng cảm tạ. Đừng có hiểu lầm, trình giả lập trên thế giới 3D đã xảy ra sơ hở, mà ngươi vừa hay đã kích hoạt lỗi. Trình giả lập vì tự bảo vệ mình mới tạm thời khởi động để xử lý tình huống đặc biệt. Trong tình huống thông thường, trình giả lập sẽ không can thiệp vào sống chết của cơ thể người chơi. Mọi người chơi lựa chọn kịch bản gốc. Kết cục của lần trước cũng coi như là không tồi, tuy có tiếc nuối nhưng không còn phải trải qua một đời nữa. Lần này tìm một thế giới mới tiến vào sim sao nhỉ? Bản mở rộng, cái này có nghĩa là gì? Nhắc nhở kịch bản của cuộc sống của nông dân xuất hiện bản mở rộng. Cuộc sống của nông dân. Trong tình huống hoàn thành một kịch bản gốc đánh giá đạt được hạng A trở lên, sẽ có cơ hội mở khó bản mở rộng. Sở dĩ gọi là bản mở rộng vì sau khi kịch bản gốc kết thúc sẽ tiếp tục phát triển tình tiết mới. Thời gian bắt đầu là sau khi kết thúc lần trước đó. Chúc mừng ngài, rất may mắn lần đầu tiên đã kết hợp được bản mở rộng. Bây giờ bám vào chữ màu đỏ để cập nhật. Nhấn vào là ở đây à? Kịch bản gốc cuộc sống của nông dân bây giờ đã được cập nhật. Dòng dõi thư hương, có muốn tiến vào hay không? Bản mở rộng đã cập nhật hoàn tất. Dòng dõi thư hương. Dòng dõi thư hương xuất thân là nghe có vẻ tốt hơn lần trước rất nhiều. Tuy là cùng một thế giới nhưng sẽ nối tiếp thời gian sau khi ta chết. Ta chọn tiến vào kịch bản này. Hơn nữa ta vẫn có hơi tò mò sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang tải xuống. Bây giờ ngài có 1324 điểm giả lập. Chỉ có thể tiêu điểm số để mua thuộc tính ban đầu tăng thêm trải nghiệm. Tiện nhắc một chút, nếu đánh giá cuối cùng đạt được hạng A trở lên, những thuộc tính ban đầu đã chọn sẽ có tỷ lệ trở thành năng lực vĩnh viễn của ngài ở thế giới hiện thực. Lần này hơn lần trước 28 điểm, nhiều quá đi. Nếu như thế thì xem thử xem. Năng lực tự chữa lành ta cảm thấy cũng khá tốt, giá cũng vừa túi. Lựa chọn năng lực tự chữa lành. Được rồi, kịch bản dòng dõi thư hương khởi động. Triều đại Đại Kiền Ngô Châu. Ở đây có đứa bé được sinh ra rồi. Các người muốn làm gì? Sao lại có tiếng cãi nhau? Đây là con trai ta, không phải thức ăn của các người. Không đúng lắm, đây được gọi là đồ ăn, không phải là mình chứ. Còn dám bước thêm một bước, ta liều mạng với các người. Đừng hiểu lầm, ta cũng biết hổ dữ không ăn thịt côn. Ở đây ta cũng có một đứa còn lớn hơn của người. Bớ qua đi, chúng ta đổi con ăn, như vậy chúng ta đều không khó chịu. Như vậy được chứ? Lữ Bá Dung, lấy con làm thức ăn, chuyện này ta chỉ có thể nói trong thời kỳ xuân thu nạn dân vì để sinh tồn mà đổi con cái làm thức ăn cho nhau. Không ngờ ta cũng... Đây đâu phải dòng dõi thư hương gì chứ? Đây rõ ràng là cuộc sống nạn dân mà. Khẩn trương đi, như vậy chúng ta đều đối chết đó. Chẳng lẽ lần này nhân sinh sẽ trực tiếp kết thúc sao? Đó con đó ăn hãm thương biết bao. Chúng ta là người, không phải giả thú. Vì đã sống tạm bỡ mà ngay cả máu thịt của mình cũng giết. Các ngươi cũng có nhân tính không? Cái tên cổ hủ này đọc sách đến ngốc rồi, đừng có phí lời với hắn nữa. Được, các ngươi trực tiếp cướp vào đây. Làm gì vậy? Buông ta ra. Xin các người đó, đừng có cướp của bọn ta nữa. Còn mày, mày còn ôm hả? Bây giờ không có động được đúng là ấm ức chết đi được. Con trai, ta bảo ngươi buông ra. Vốn cứ tưởng lần này phụ thân là một tên thư sinh yếu đuối. Vốn cứ tưởng lần này phụ thân là một tên thư sinh yếu đuối. Nhưng không ngờ trong thời khắc này ta nói một lần nữa động đến con trời ta. Lời chính trực như vậy, ta buộc phải giết. Chết tiệt. Coi như ngươi lợi hại đó. Đợi ngươi chết đói ta sẽ đến ăn ngươi. Nương tử không sao chứ? Không sao. Mau xem đầu của con trai có bị thương không.
Vết thương to như vậy đã bắt đầu đóng vảy rồi. Vậy chắc không đáng lo ngại rồi, tuyệt quá rồi. Đúng đó, cũng may mình đã đổi khả năng tự hồi phục. Nếu không thì bắt chước theo của nhân sinh coi như là kết thúc rồi. Ở đây không an toàn nữa rồi. Nàng ôm đứa nhỏ ta thu dọn một chút sẽ đi ngay. Vẫn đến Thương Châu sao? Ai, Tự Yên tướng quân bệnh qua đời. Sau đó con gái của ông ấy hợp tác với Lữ Bố chết ở trên biển ải chiến trường. Triều đình không còn tướng mạnh, mặc dù chống cự nhưng đội quân bị đánh sụp đổ hoàn toàn. Nhưng không ngờ chưa đến một năm đã đỡ Hồ Lỗ tiến công vào. Bây giờ xem tình hình thì Thương Châu cũng là nơi đạo tặc phải đến. Theo tôi thấy chúng ta nên hướng theo Tây Nam đi đến Hợ Châu. Nơi đó tính ra vẫn có thể an toàn một chút. Hóa ra bây giờ cái thời gian kết thúc mô phỏng lần trước của mình chưa đến một năm. Vì những cái tên cấp đó đi xuống phía Nam dẫn đến nạn dân thành đàn. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Đúng rồi. Đứa nhỏ này vẫn chưa có tên. Phu quân đặt cho nó đi. Nói cũng trùng hợp. Ngày người mang thai cũng chính là ngày mà Lữ Bố lão tướng quân tử trận vì nước. Mặc dù hắn là một võ phu, nhưng suốt cuộc đời đã giết vô số tên cướp, cũng như nhà họ Lữ. Hay là cứ gọi nó là Lữ Bố đi. Nó không chừng có thể phù hộ cho chúng ta đi được không gặp phải cướp bình an đến nơi. Lại là Lữ Bố, giả lập đang cố ý sao? Quản gia xem, nó cười kìa, chắc chắn nó rất thích xem, rất thích cái tên này đó. Hợ Châu. Quả nhiên, như ta dự tính, chỗ này rất an toàn. Hợ Châu quả là một cảnh tượng khác. Phụ quân, sau này chúng ta nên làm thế nào? Tìm chỗ dừng chân trước, tìm chỗ ở. Sau đó thì đắp mấy chục mẫu đất, thuê lĩnh canh đất nông nghiệp. Chúng ta không mang đủ ngân lượng để ăn. Món đồ này lúc lâu đầy rỉa như rắc rưởi, nhưng ở nơi phồn hoa này có thể thúc đẩy quỷ thuật. 15 năm sau, hôm nay đến đây thôi, tăng lớp đi. Đã tạ tiên sinh, tạm biệt. Bộ hình, nghe nói đạo tặc là muốn đi xuống phía Nam, các quan hiện đang thảo luận ở chuyện bảo vệ thành. Phụ thân của người có nói với người cái gì không? Quách Triết. Y đề Lữ Bố thế giới mô phỏng thư hương môn đệ địa vị 9 danh tiếng 9 tài nghiêm 16 vũ lực 23 trí thức 22 tuổi thọ 15. Phụ thân mặc dù làm việc trong quan phủ nhưng chỉ là một áp tư. Chuyện thủ thành quan trọng sao có thể biết được. Người Hồ Dũng Mãnh. Bây giờ mọi người đều cho rằng trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ thất thủ. Lữ Huỳnh có dự tính lánh nạn gì chưa? Văn Trúng. Lánh nạn á? Bây giờ có thể đi đâu? Bây giờ Thương Châu lỡ tay, phía bắc sông Thương không giả phòng thủ, chạy trốn cần chết nhanh hơn. Và lại người chưa từng làm lâu dân, cảm giác đó không dễ chịu chút nào đâu. Lữ Huỳnh hình như cũng chưa từng trải qua nhỉ. Nhưng ở đi phải nói lại, chúng ta có đợi chết như vậy sao? Đương nhiên không. Tự thông vận động không đợi người khác, so với gửi hy vọng nào vào những cái tên quan binh đó, chỉ bằng tự thành lập một đội ngũ, nói đến khả năng dẫn binh đánh trận. Người khác không biết Lữ Bố ta, các người có thể không biết, bí mật giữa chúng ta, ta đương nhiên biết. Nhưng chuyện thành lập đội quân này cũng cần tiền, cần lương thực, nói gì, nói thì dễ làm, thì khó đó. Trái lại thì mình đã luôn nắm giữ những binh lính hiện có, nhưng bắt đầu từ đâu? Tiền mới là vấn đề lớn nhất. Trải qua biết bao nhiêu ngày sống, ngày sinh sống vẫn chưa nghĩ đến kiếm tiền như thế nào. Tạm thời quay về hỏi phụ thân thử. Cái gì kiếm tiền á? Đúng vậy, gần đây cô có chút hưởng thú với việc làm quan, không biết phụ thân có dịu cách gì. Sao lại làm tâm đến những việc tầm thường này? Nhà tuy không giàu nhưng cũng không lo về ăn mặc. Còn rất có tự chất, chỉ cần con chăm chỉ học tập sau này nhất định sẽ có thể trở thành phong hầu lỡ tướng. So với những thứ tầm thường này tốt hơn gấp trăm lần. Mặc dù phụ thân kiếp này có tri thức hiểu lỡ nghĩa hơn so với người kiếp trước nhiều, nhưng đồng thời cũng có chứng bệnh của đại đa số những phần tử tri thức thành cầu, xem thường võ tướng, tiểu thường. Từ nhỏ mới đã vô cùng bài xích việc mình múa kiếm múa võ, giống như bây giờ kinh doanh chắc chắn sẽ phải phản đối mạnh mẽ. Thôi bỏ đi, mình vẫn nên tự nghĩ cách thôi. Con biết rồi, sẽ đi ngay. Theo ý kiến của con, của ta, con đường phát tài sao? Đầu tiên là các ngàn mẫu đất. Nhưng ngày này nhà chúng ta làm không được. Ngồi cái đó ra làm một chút ngờ cao cấp cũng được. Nhưng những cái này bắt buộc phải độc quyền mới được. Xưởng dịch Tô Gia thành Hợ Châu và đồ gốm Cao Gia là hai thương nhân giàu nhất. Bởi vì buôn bán ở vùng Hợ Châu cho bọn họ làm chủ, giá cả cũng đương nhiên cho bọn họ đưa ra. Nhưng cho dù có nhiều tiền hơn thì sao? Con nghĩ xem. Nếu Nhược Hiền Tông lấy mục đích cứu trợ thiên tài hoặc mua quân trang yêu cầu hai nhà này chi viện tiền,
Bọn họ dù không muốn nhưng cũng phải ngu ngốn mà giao ra. Con không thở đủ ít đi. Vậy nên con hiểu chưa? Địa chủ thường nhân kiếm được đâu là tiền hạ đẳng. Cách kiếm tiền thượng đẳng nhất là lợi dụng quyền lợi. Bố Huỳnh, Huỳnh đi đường không nói lời nào, có phải vẫn đang nghĩ đến cách phát tài không? Hả? Lời phụ thân nói có lý. Có quyền ác cách tiền, nhưng quyền thế làm quan cũng chỉ có thể khiến gia đình hưng thịnh. Đừng có quá hao tâm tí. Vợ nghĩ đến đường phố đầy những nhà giàu rồi. Muốn mượn quyền để kiếm tiền là điều không thể. Phụ mẫu nói câu tục câu này thực ra là muốn ta đọc sách làm quan. Nhưng cô như thực sự đi con đường này, người ta hồ đã đến rồi. Vậy không bao lâu sẽ có cách có được quyền lực rồi. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô vị chua vị ngọt đây. Khi nghe tiếng rau này ta đã nghĩ đến linh ý mùi mũi. Không biết mùi ấy còn có còn không. Dựa theo tình hình hiện tại, Lữ Trang đã sớm bị người hồ chà đạp rồi. Bố huynh muốn ăn kẹo hồ lô à? Nè lão già, nợ phí bảo cơ bao nhiêu ngày rồi, thực sự nghĩ chúng tôi là người ăn chay sao? Lão đại, dạo gần đây làm ăn không được tốt, tôi bây giờ đến tiền ăn cơm mới còn không có, thực sự là không trả được. Không có tiền mà vẫn dám đến đây ăn bán hàng sao? Ây da, ở đây bán một ngày thì phải trả tiền một ngày, nếu không thì cút đi, nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi. Bình thường không chú ý, bây giờ tí mới xem những kỹ bất lương này khiến tôi nhớ đến ba vị Lữ Trang hữu. Bất lương. Kìa kìa, xem cái gì đây, muốn đánh nhau à? Ức hiếp những người này còn thôi đi, còn muốn tìm đến cho bọn tôi. Bố Huỳnh, Huỳnh xem đây có phải. Thôi đi học thôi. Bố Huỳnh, sao Huỳnh diện được thế? Bây giờ không phải lúc vừa nãy ta vừa nghĩ thông một số chuyện. Văn Trung hỏi Huỳnh, bọn bất lương này mỗi ngày đều tìm hiểu, tìm tiểu thương gây chuyện, sao quan phủ là không quản? Dù sao bọn này cũng chỉ là bọn tiểu nhân, nhiều nhất cũng chỉ nhốt được có vài ngày. Sau khi được thả ra ngồi sẽ tìm quan phủ gây rắc rối. Thợ nên mới thành cục chuyện dân không nói quan không truy cứu. Người biết ở Hợ Châu có biết có bao nhiêu bọn bất lương không? Khá nhiều, tầm 400-500 người. Bọn chúng tự chia lãnh thổ. Nhiều thì mấy chục người một nhóm, ít thì 3-50 người, ví dụ như lúc nãy. Nhiều người nhưng phân tán, rất tốt, con đường phát tài không phải đến rồi sao? Cái phát tài của Lữ Huỳnh với bọn bất lương kia cái gì giống sao? Ở đây nhiều người đổi địa điểm khác nói chuyện đi. Vừa nãy, nói cái bọn bất lương này thì tìm chuyện để kiếm tiền, thế nên ở đây có vấn đề rất lớn. Thì là những tiểu thương đều giao tiền, nhưng bọn bất lương kia mỗi ngày đều tìm đến. Trong cái thời gian ấy có thể yên ổn làm ăn. Cách này đối với hai bên không phải đều có lợi sao? Mà bọn bất lương này là không ai quản. Một tháng nhận một lần, tổ chức này sẽ có khí lực. Ý của Lữ Huyền không lý là không tồi. Nếu như chúng ta đem bọn bất lương này hợp lại, thống nhất quản lý như thế này thì không thiếu cách phát tài rồi. Nhưng mà nhiều người thế này, tuy là nhiều người, nhưng mà chúng giống như là mấy hòn đá phân tán trên mặt đất vậy. Chúng ta có thể phá tan những bị phá nhỏ trước. Cứ như thế này thì càng ngày càng lớn. Đến lúc quy mô đủ lớn thì những bị phá bất lương khác cho dù có không phục đi chăng nữa cũng phải quy thượng chúng ta. Có cái gì đó không ổn lắm. Quá triết, người đi tính xem quy mô của những bè phái bất lương kia đi, từ nhỏ đến lớn. Văn Trung, người đi cái đường lúc nãy và cùng những sạp hàng nhỏ thương lượng trước, đợi sau khi họ đáp ứng thì có thể động tay với bọn lúc nãy rồi. Ê, Lữ bố ta trước giờ không hung hăng, không thích đánh nhau. Cỡ từ ngày hôm nay không được kiếm chuyện ở đường này nữa. Những người bán hàng mỗi tháng sẽ đưa ta tiền, nếu ngươi theo ta, mỗi tháng ta đều sẽ chia cho ngươi một phần. Số tiền cũng không ít, vả lại có thể khiến ngươi so với lúc trước còn thoải mái hơn. Thế nào? Được được, tiểu nhân sau này sẽ phục tùng Lữ đạo. Hey, ngờ lão tam lần trước ta nói với ngươi như thế nào, là đi đến địa bàn của ta để nhổ hết toàn bộ răng chó của ngươi rồi để quên nhanh thế sao? Đang sủa cái gì đấy? Lần này không phải ta tới tìm ngươi.
Là lão đại của ta tới tìm ngươi. Cái gì? Tìm một đứa rỉ ranh làm đại ca? Chẳng trách lần trước bị ta đánh đánh ngu à? Rồi. Ai ai? Ngươi biết không? Những cái sập nhỏ bên đường phía đông đều không bị gây rắc rối nữa. Đúng rồi. Nghe nói có một người đã thu phục hết bọn bất lương bên ấy rồi. Hình như chỉ cần mỗi tháng giao phí bảo cơ chỉ có thể ở đấy yên ổn là ban rồi. Giao tiền cũng tốt, được, yên ổn. Mấy cái kẻ bất lương không thích làm phiền á, tiền chúng ta làm ăn trước đó sẽ kiếm lại, kiếm được lại rồi. Hay là cái phía nam chúng ta cũng như thế này hả? Làm phiền những người buôn bán ở đường này qua đây một chút, Lữ Bố có lời muốn nói. Chỉ dùng thời gian nửa năm, Lữ Bố biến tất cả bọn bất lương ở Hợi Châu thành thu phục dưới trướng mình. Đầu tiên là dùng tiền phí bảo cơ để nuôi dưỡng đoàn đội, sau đó can thiệp vào việc kinh doanh của sòng bạc và thanh lâu. Trong thời gian ngắn 2 năm, Lữ Bố trở thành lão đại có thế lực lớn nhất Hợi Châu thành. Bạch tinh ở đấy đâu gọi Lữ Bố là địa hạ hiện lệnh gia. Bố huynh, đây là tiền lãi tháng này, trong đó phí bảo cơ là 384 lượng, sòng bạc là 1342 lượng, thanh lâu 1780 lượng, ngồi trờ 1000 lượng ở từ quan phủ. Ider người chơi Lữ Bố, thế giới mô phỏng, giả định văn học, địa vị 13, thanh danh 16, của cả 124, vũ lực 36, tâm trí 26, tuổi thọ 18. Tổng cộng có 2506 lượng. Tuy nói đây không phải là con số nhỏ nhưng đối với việc xây dựng quân đội mà nói vẫn là không đủ. Đã 2 năm trôi qua rồi, tuy là trước mắt bình yên vô sự, nhưng cái phía nam có thể tiến đánh bất cứ lúc nào, thời gian còn lại không nhiều nữa. Có thể kiếm tiền bằng cách nào nữa? Tăng tiền phí bảo cơ. Chúng ta dưới mắt quan phủ kiếm tiền là bất hợp pháp. Sở dĩ làm được đến hôm nay trừ việc hối lộ bên trên, quan trọng nhất vẫn là bách tính. Ngươi nghĩ rằng ở châu này có chút biến động nhỏ, chúng ta tại sao là biết đầu tiên? Là vì chúng ta đã cho họ sống những ngày an ổn. Nếu như tăng tiền phí, ai là người sẽ bảo vệ chúng ta? Thế nên làm thế nào? Theo ta thấy, xưởng giờ Tô Gia và xưởng gốm Cao Gia có thể nhúng tay vào hai nhà này. Tô Gia và Cao Gia phía sau hai nhà này có rất nhiều chuyện thâm sâu. Quan hệ của bọn họ với quan phủ chúng ta không thể sánh được. Sợ rằng gây rắc rối không tốt. Không cần sợ, ta đã chuẩn bị kỹ kế hoạch rồi. Hai năm nay họ cũng đã được hưởng lợi từ trị an ở Hợi Châu. Ngày mai ta cùng cô Phong mở yến tiệc, người mau gửi thiệp mời tới hai nhà đó. Tô Huynh, hãy nói xem Lữ Bố đột nhiên mời chúng ta rốt cuộc là có ý gì? Gạo lão đệ việc gì phải hỏi thừa như vậy? Hai năm nay hắn ta từ cái vết nứt tìm ra con đường, lấy việc kinh doanh mờ ám ở Hợi Châu thâu tóm vào mình, hay hẳn lần đầu tiên vừa mới bắt đầu đã chia tay xin tiền chúng ta rồi? Tô Trung Khâm, ê cái tên tiểu tử này gan cũng to đấy, Cao Nhân Trung, nếu như không có chút dũng khí sao có thể lôi kéo được bất lương từ Hợi Châu? Vậy Tô Huynh có định nhận lời mời? Người trẻ tuổi phải kiềm nén sự hung hăng, bằng không sẽ không biết vị trí chính xác của mình là ở đâu. Hợi Châu có phong lầu, bố ca, có người trông thấy Cao Nhân Tung và Tô Trung tham dự tiệc ở Tí Tiên Lâu. Sau khi chờ đợi một thời gian dài như vậy, có lẽ hắn ta không tới rồi. Mấy cái món này cũng không hề rẻ, bọn họ không tới thì chúng ta ăn thôi. Ngồi xuống đi. Đúng rồi, mang tới cho ta một đĩa khoai tây xào. Vâng bố ca, tiếp theo nên làm gì? Dĩ nhiên là cho bọn họ biết hậu quả của việc thoát hiện. Lão già, lão gia, không hay rồi, việc gì mà ngươi hỗn hốt như vậy? Sinh cớ của ta bị bất lương chặn rồi, ngươi nói gì? Cái lũ bất lương này không gây sự đánh nhau, chúng chỉ ngồi như vậy trước cửa tiệm. Khách ra vào tự nhiên không dám vào tiệm nữa rồi. Sao có thể? Cao hiền đệ, các người cũng bị bao vây rồi. Chỗ các người cũng vậy sao? Chắc chắn gì là do cái tên Lữ Bố bày trò. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này dám làm bậy ở Tô Huỳnh. Hãy nói xem, tên nên làm gì bây giờ? Dĩ nhiên là tìm hiện quan đại nhân ở xin giúp đỡ rồi. Tên tập chủng phải bắt hắn trả giá. Ta hiểu ý của người, nhưng đã bắt lỡ thuộc hạ của Lữ Bố là vô số kể, rất khôn rình.
Cho nên nhớ ta đã nói, hãy tìm một lý do để loại bỏ Lữ Bố. Ta biết cái tên tiểu tử này cũng mang đến cho huyện tôn ngài không ít lợi, nhưng so với cái thứ chúng tôi mang cho ngài thì đáng là bao. Những thứ lợi nhuận nhỏ đó chúng tôi có thể cho ngài nhiều hơn. Nếu như chúng ta không thể kiếm tiền, hiện quả như vậy không phải là mất của dưa hấu nhặt hạt vườn sao? Cứ coi như là không phải vì chúng tôi, ngài cũng nên vì bản thân mà đưa ra quyết định đi. Được, ta hiểu rồi. Bố ca, Bất Lương ngồi trước hai cửa tiệm của hai nhà Tô Cao đã bị bắt. Vương phủ đã ăn tiền của chúng ta, không nói lời nào mà liền bắt người sau. Tập hợp tất cả huynh đệ lại, chúng ta tới hiện nhà tìm lời giải thích. Đã rõ. Bố ca, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ rồi, họ đang đợi ở cửa. Được vậy thì Lữ bố, con ở đây làm gì? Phụ thân, con đi làm chút việc riêng. Việc riêng con cho rằng anh ta có biết. Ta không biết những năm nay con đã làm những việc gì sao? Ta có thể đỡ anh làm như vậy nữa được chăng? Tới hôm nay con ngày càng đi quá giới hạn rồi. Con muốn làm điều phản loạn để chống lại đất nước. Phụ thân nghiêm trọng quá rồi. Con như vậy là đang vì vận mệnh đất nước. Hoan đường, bố cứ suy nghĩ ấu trĩ đi đi. Chờ dù ta tin quan phủ hay không, mới tới lúc đó sẽ bị trừng phạt. Phụ thân yên tâm, con đã định sẵn có hệt hoàn hảo rồi. Lữ bố, hôm nay con đừng có mong bước ra khỏi cửa này. Trác Dũng, mang theo vợ huynh đỡ trong chừng cha ta, đừng để ông ấy ra khỏi cửa nữa bước. Đắc tội rồi. Nghiệp chướng không biết trời cao đất dày cũng đang đùa với lửa đi. Chúng ta đi. Cảnh tượng này chúng từng thấy trước đây. Cái lũ Bất Lương làm ầm ĩ trên đường phố, chết chắc rồi. Dám làm loạn ở trước cửa quan nha. Thật là cảnh tượng mới mẻ. Lữ bố, đây không phải cái chợ của các người. Lão sự thế này còn ra thật thông gì nữa. Chúng tôi không gây ồn ào, cũng không động tay, chỉ thật thà mà ngồi đây. Xin hỏi cái chỗ nào là lão sự? Những thủ đoạn của người hiếm dùng ở chỗ ta. Nếu để lỡ việc báo quan của dân chúng, người có thể chịu trách nhiệm được không? Việc này không còn lo lắng. Nếu như có người vào phủ chúng tôi, sẽ chào hỏi thật lợi nghĩa. Có người tới phủ đi ra, tôi cũng lỡ độ mà chào. Cũng giống như là hiện quan đại nhân. Tôi biết hiện quan đang bận nên tự nguyện ở ngồi chờ người chứ không kích động. Cái thần tiêu tử nhà ngươi không phải muốn động thủ với quan với hiện quan à? Nói cho ngươi biết, bây giờ tôi cũng có thể định tội ngươi. Hành quyết nhà ngươi. Không đánh lại sao? Đây không được. Cơ hội của đại nhân không cách nào mà tiếp tục được nữa rồi. Phải nghĩ cách. Đúng rồi. Đau quá. Tay ta bị đánh gãy rồi. Là Lữ bố ra tay. Lữ bố ngươi được lắm. Bổn quan vừa ra đây đã thấy ngươi đã thương người hầu của nhà môn. Sao ngươi dám? Ngươi đâu? Bật hẳn ta vào ngục. Hiện tôn đại nhân làm vậy là có ý gì? Ta không động vào anh ta một chút nào. Nói bậy. Bản quan đã tận mắt thấy chẳng lẽ là giả. Chẳng lẽ người mượn nổi bản quan cố tình hãm hại ngươi? Bộ huynh, ta nghĩ chúng ta nên đi theo họ. Triết, quá triết. Đem hắn đỡ rồi khỏi đây. Tiếp theo, làm theo những gì lúc trước chúng ta nói. Hiện tôn đại nhân thật cao tay. Ta kính ngài một ly. Tốt, cạn đâu. Hiện tôn đại nhân, bước tiếp theo cái nên. Hả? Ta hiểu ý của ngài, nhân tiểu tử này chỉ làm bị thương một tên nha dịch. Với cả phụ thân hắn cũng là áp ti, nỡ muốn làm hắn vĩnh viễn biến mất trong tù. Dùng tay ta có thể danh bất chính ngôn bất thuận. Nhân như thế có thể nhốt được hắn bao nhiêu ngày. Chờ đến lúc hắn được thả ra chỉ sợ sẽ càng muốn báo thù. Cao huynh không nghe ra ý nghiện của tôn đại nhân. Ý của đại nhân là đợi hắn chết rồi xử lý bọn thuộc hạ là được rồi. Những kẻ trong ngục sẽ giết hắn. Được rồi, nhét vào trong đi. Đây có phải giam giữ những kẻ phạm trọng tội không? Tại sao lại đưa ta đến nơi này? Không phải vì mấy thủ hạ của người gây chuyện đã bị tống vào đây hết trách phòng giam thường sao? Được rồi, ở đây chịu 2 ngày. Ở đây không nhốt lâu. Tại hạ Lữ Bố, không biết cao danh uy tín của quý hình là gì, vì phạm tội gì mà bị nhốt ở đây.
Ngươi không cần biết, bởi vì ngươi sắp đi gặp Diêm Vương rồi. Tiểu tử, còn trẻ như vậy mà cũng có bản lĩnh đi. Như nhau, không ngờ họ cho vẫn có cao thủ như người. Đã tống ta vào đây, hiển tôn phải vất vả lắm. Hắn đưa ngươi bao nhiêu tiền? Đừng cho diễu ta nữa, ta bị kết án tử hình. Không phải do ngươi sai khiến. Xích diện quỷ Lâm Phi. Không sai, Lâm Phi này là hậu nhân của Lâm gia, xuất thân từ Võ Lâm. Sau này Lâm gia đến ở trong thời loạn lạc để kiếm sống. Không cách nào khác chỉ đành bán đi thanh bảo kiếm của gia tộc. À, chuyện này ta có nghe qua.